Xin chào tất cả mọi người, lại là mình Sâm Ngọc Linh Tuấn Hằng đây. Hôm nay mình về rất là nhiều sâm ngọc linh, những cái củ sâm ngọc linh trồng bán hoang dã rất là già. Thế tại sao lại gọi là sâm ngọc linh trồng bán hoang dã thì các bạn hãy nhìn vào những cái củ sâm trước mặt các bạn đây để mình giải thích. Thứ nhất là các bạn thấy trên những cái củ sâm, em vẫn quay gần những củ sâm nhanh đó, tầm đó đấy, các bạn nhìn đấy, trên những cái củ sâm này nó có rất là nhiều mắt. Nó có rất nhiều mắt, củ là sâm 7, 8, 9, 10, 11, 12 mắt một củ. Nó nhiều mắt này, mỗi mắt là 1 năm cộng với trứng cũng 3 đến 5 năm nữa thì củ sâm này toàn mười mấy năm hết cả rồi. Mà nó chỉ nhỏ xi xi như vậy thôi. Nó nhỏ. Mà các bạn nhìn thấy cái trứng của nó, cái phần trứng này nó nhỏ, nó không to. Nó rất nhiều mắt nhưng mà cái trứng nó rất là nhỏ. Để ý tất cả củ sâm đây này, củ nào củ đấy đều trứng rất là nhỏ. Thì cái củ sâm trồng bán hoang dã tại sao nó lại nhiều năm mà trứng nó nhỏ như vậy? Thì thứ nhất là trồng lâu năm. Thứ hai là những cái củ sâm này nó mọc được trồng nhưng mà hoàn toàn tự nhiên trên đỉnh núi Ngọc Linh. Tức là nó chỉ có mùn rừng thôi. Không phải tưới, không phải bón bất kể một cái gì cả. Vì trên đỉnh núi Ngọc Linh thì cái quanh năm là sương mù bao phủ. Là nó cứ lắng cái nó sương tan cái lúc sau nó lại sương mù lại bay đến đầy, nó xong nó sương mù nó bay đi nó lại tan. Lên cái độ ẩm nó rất là cao nên là không phải tưới. Trên mùn, đất mùn nó cũng rất là tốt. Thì những cái củ này nó mọc bán hoang dã, nó cứ mọc bò mà đất ấy. Cho nên là củ nó cứ dây dài dài, giống như sâm rừng vậy. Thì đây, trước mặt bạn đây, củ này là củ sâm ngọc linh rừng nha các bạn nha. Để mình cầm một củ sâm ngọc linh rừng lên cho các bạn coi. Đây, trên tay mình là một củ sâm ngọc linh rừng nhá, nó rất là nhỏ nhưng mà nó già lắm, củ lại mười mấy năm rồi. Thì với một cái củ sâm rừng đây và một củ sâm ngọc linh trồng bán hoang dã, các bạn thấy nó không khác nhau nhiều, nó cũng rất là cái dáng sâm nó cứ dây dài dài, cái trứng nó rất là nhỏ. Một cái củ sâm ngọc linh rừng nữa nhá, đây các bạn ơi, lại một củ sâm ngọc linh rừng nữa ấy, rất là già, rất là nhiều năm tuổi. Những cái củ sâm ngọc linh rừng này có xuất xứ tại khu bảo tồn thiên nhiên núi Ngọc Linh, khu bảo tồn các bạn nhé, khu bảo tồn thiên nhiên núi Ngọc Linh thuộc địa phận là xã Ngọc Linh, huyện Đắk Rây, tỉnh Kon Tum. Thì những cái củ bán hoang dã và củ rừng này nó có hình thái củ tương đối là giống nhau. Tuy nhiên thì cái củ bán hoang dã này nó vẫn phát triển tốt hơn, bởi vì đất mùn trên rừng bà con gom về làm tơi xốp lên xong rồi mới trồng sâm, nên là dinh dưỡng nó nhiều, nó vẫn to hơn cái hàng rừng một chút. Cái hàng rừng thì nó mọc lúc thì trên cây, lúc ở vách đá, lúc thì nó trơ trên mặt đất, lúc thì nó ở hốc cây, lúc ở vũng mùn. Nên là cái hình dáng của sâm rừng nó rất là đa dạng. Tuy nhiên là thường cứ dây dài, thì cái bán hoang dã thì nó cũng dây dài. Thì cái củ sâm này nó được trồng ở độ cao rất là cao trên đỉnh núi Ngọc Linh này là cái nhất. Thứ hai là độ tuổi nó trên chục năm rồi, khá là già rồi. Thứ ba là không có sự can thiệp tưới bón gì cả, chỉ có nước mưa, hơi sương, chất mùn ở trong đất lên là nó chất lượng không khác gì những củ sâm rừng. Và khi các bạn mang những cái củ bán hoang dã này, các bạn đi định lượng hàm lượng saponin rất là cao, và cái mà đập vào mắt ngay các bạn ấy là nhìn củ sâm nó rất là đanh, rất là già, rất là đanh chắc, và các bạn sợ cầm lên củ sâm nó rất là rắn, nó rắn lắm, nó gân guốc, rắn rất gân guốc. Và các bạn chỉ bất dễ này, các bạn nhấm một cái thôi thì nó sẽ rất đắng lắm, nhưng mà nó lại hậu ngọt ngay, cái hột ngọt của nó rất là dễ chịu, ngọt lâu dễ chịu. Và ngửi cái mùi sâm này nó có một cái mùi thơm đặc trưng thoang thoảng nhẹ nhẹ, mà khi các bạn ngâm tiểu nó sẽ rất là thơm, hoặc ngâm mật ong, bở vũ mật ong, ngâm mật ra, sâm ngâm mật ra nó thơm lắm, ăn nó ngon, rất là giòn sâm. Đó, cái đặc trưng của cái củ sâm bán hoang dã đấy nó rất là chất lượng. Thì mình thì chuyên sâm Ngọc Linh, núi Ngọc Linh, và chuyên cái dòng sâm chất lượng, chuyên cái dòng bán hoang dã là dòng già 5 tuổi. Bạn xem lịch sử Facebook, Zalo hay lịch sử YouTube, shop của mình đăng hàng rất là hàng trăm lô sâm, lô làm vậy, rất là già, rất là đẹp. Ngoài sâm thì mình cũng có tam thất nhé, đây là tam thất hoa. Một củ ấy, củ này 64 mắt, 73 cm.
củ này mấy chục năm đấy, mình sưu tầm thêm tam thất và sâm Lai Châu rừng, nhưng mà chủ yếu vẫn là sâm Ngọc Linh các bạn nhé, bởi vì mình là thổ địa trên núi Ngọc Linh mà, mình ăn ở trên núi Ngọc Linh, mình đi gom sâm trên núi Ngọc Linh mà, cho nên là mình chọn sâm Ngọc Linh nó sành sỏi hơn và cái nguồn hàng mình tốt hơn. Tuy nhiên thì những cái dòng dược liệu khác thì mình cũng toàn làm việc trực tiếp, làm việc tận đầu nguồn rồi, nên cái giá của mình rất tốt và mình chọn được cái hàng ngon chất lượng cho bạn. Loại già chưa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, lại còn gãy này, không biết là gãy cái đoạn trứng đâu, thì củ này nó cũng phải mười mấy năm, nó cũng phải 14, 16 năm, già lắm. Thì củ to nó vậy nhá, củ nhỏ nó thế, nó rất là già. Cái mẫu này gãy củ sân rừng ra, gãy củ nào thì biết đó. Các bạn cần sâm Ngọc Linh loại chất lượng với cái giá thành hợp lý nhất thì hãy liên hệ sâm Ngọc Linh Tuấn Hằng. Các bạn cần tư vấn về sâm Ngọc Linh thật giả, hãy liên hệ với mình luôn luôn tư vấn các bạn nhiệt tình một cách rõ ràng nhất để các bạn chọn được đúng cái củ sâm với cái giá tiền các bạn bỏ ra. Các bạn nhớ like, nhớ đăng ký kênh của mình để ngắm nhìn những cái củ sâm mới mỗi ngày thế nhá. Cảm ơn mọi người, chúc tất cả sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc.